Shop Mạnh Hiền Audio Nam Định xin gửi lời chào đến toàn thể anh em nhé. Và hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bác hai cái mẫu âm ly cỏ giá bình dân. Sau đó là chất âm là cực kỳ là tốt và rất là vừa tầm tiền với các bác chơi ạ. Và đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác một con âm ly Peeler này, SA8800 mắc đôi. Em xin lỗi, 8800 trơn ạ. Con này có 8800 trơn này. Đấy, trong tình trạng len keng đẹp. Len keng và zin tuyệt đối luôn ạ. Và cái mẫu amply thứ hai giới thiệu cho các bác ngày hôm nay là một con amply mang thương hiệu của Akai nhé. Amply Akai IMU04 ạ. Đấy, sở hữu hình thức rất là bắt mắt nhé. Mặt khay trắng rất đẹp luôn. Đấy, và bây giờ em xin đi vào giới thiệu chi tiết kia con amply 8800 trơn này cho các bác tham khảo này. Đấy, sở hữu mặt nhôm phay rất là sáng bóng à, các cái lốm lút các thứ rất là chất lượng luôn. Thì những cái đời amply thập niên 70-80 này nó sản xuất rất là chất lượng và kỹ lưỡng, chứ nó không như những cái dòng amply đời mới bây giờ. Amply đời mới bây giờ các bác xác định cứ phải tầm 100 triệu thì chất lượng nó mới tử tế nhá. Còn cái loại mà vài 3-4-50 triệu một đời cao hiện tại đang sản xuất thì hầu như là sản xuất nước thứ hai thứ ba hết. Và chất lượng của nó cũng không bao giờ nó làm chất lượng cao như ngày xưa được. Đó. Bây giờ nó là tính chất thương mại. Đấy, quay tổng thể một lượt cho các bác tham khảo này. Đấy, sắt xì còn vàng ươm nhé. Và em xin đi vào giới thiệu chi tiết các chức năng của em nó này. Một công tắc nguồn này. Và đây là công tắc cắt tần 400Hz và 200Hz nhé. Công trên áp để chỉnh tăng giảm của bát này. Một công tắc cắt tông. Đó. Một trên áp này là trên áp tép này. Và một công tắc cắt tần của giải tép giải cao 2,5 kHz và 5 kHz nhé. Trên áp volume này. Và trên áp ba lăng kép luôn ở trong volume luôn ạ. Đấy, riêng cái dòng này là thiết kế là trên áp kép. Và đây là một lúm điều chỉnh tín hiệu vào này, chọn các cái đường vào AUX này, Tuner này, Follow 1, Follow 2. Và hàng dưới này của em nó là đây là một lúm chỉnh đánh chế độ loa A, B và A cộng B ạ, tức là cửa loa ra đấy. Một công tắc này là công tắc lọc thấp này, này là lọc cao ạ. Và sở hữu một cái lúm chuyển đổi từ shifter giờ vọt hoặc làm hai kênh cộng nhau, tức là mono này, led right đấy. Những dòng âm ly cổ của Peeler phay trắng những cái đời này rất hay có những cái lúm điều chỉnh chức năng đấy. Và cũng như rất là nhiều hãng nó thiết kế như vậy ạ, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng. Và đây là một công tắc smoothing này, âm 20 dB. Và đây là một công tắc lau lớt này, là tab monitor nhá, tab 1, tab 2 này. Và đây là một công tắc tube fly cutter liên quan đường tab này. Đấy, sở hữu mặt nhôm phay rất là đẹp, size của em nó là size 42 phân. Đấy, tổng thể rất là đẹp luôn các bác nhá. Mất một tí thì vết tuổi hơi có vết lam lám ở đây thôi nhá. Góc cạnh vân vuông nét này hơi bị lám một tí ở đây thôi ạ. Đấy, góc cạnh vuông nét không ảnh hưởng gì hết. Con này nó sản xuất tầm khoảng năm 74 75 đến 76 gì đấy ạ. Đấy, chất lượng rất là cao. Đấy, em nói sở hữu hai cục cặp, một cặp tụ lọc nguồn của hãng Enla nhá, tụ nổi tiếng của hãng Enla này. Đấy, em chỉ số của em đó là 10.000 mi và 50V. Đấy, tất cả các linh kiện là còn nguyên zin hết và em đã test chuẩn để báo cho các bác. Đấy, bảo lãnh cho các bác là máy nguyên bản zin đét, sắt xi vàng ươm luôn này. Đấy, và em này chạy xò sắt ạ, đặc biệt những dòng cổ này nó chạy xò sắt. Con này chạy xò xăng kem, xò zin nguyên. Đấy, nguyên bản chất vải ạ. Đấy, và bo công suất của nó làm rời các bác này, hai đèn kích này. Đấy, hai đèn kích riêng biệt này. Đấy, vỉ công suất, và đây là vỉ bo âm sắc này.
Và đây là bo chuyển đổi tín hiệu vào và follow. Đấy. Đây, ông quay cái hậu từ sau cho các bác tham khảo này. Đấy, các đường tín hiệu vào đấy nhá. Follow 1, follow 2, tuler aux này. Và rem out power in này. Đấy, con đường này các bác có thể kết nối làm rè, làm rem hoặc là làm power riêng biệt ạ, đánh kết nối các thiết bị bên ngoài vào nhá. Cái hàng dưới của em nó là đường line ra tab 1 tab 2 sao này. Và đây là modem của em nó đây. Euler City Ampli modem SA8800 AC 100V, tần số 50-60Hz nhé, công suất 100W. Đấy, dòng này đánh A cộng B này. Đấy, A phẩy B 4-16 ohm, A cộng B thì 8-16 nhé các bác nhé. Đánh loa nói chung là từ 4-16 ohm ạ. Tuy rằng là đề 100W thôi nhưng dòng này đánh cực kỳ là hay luôn, đánh rất nhiều loa, đặc biệt ví dụ như các cái dòng loa thùng kín của Diatone, Victor hoặc là Euler. Đấy, và đặc biệt là dòng loa Nga S90, S70 nhá. Em này đánh cực kỳ là hay luôn. Nếu mà để mà đọ con 7800, 8800 mắc đôi mà đánh loa Nga thì không bán được con này. Con này đánh cực hay, 7800 mắc đôi đánh loa Nga thì không thể đánh được, nhưng mà nó đánh thì rất ra rất là tốt, tiếng rất tốt và rất là vừa công suất. Đấy, các bác ghép công suất lớn quá vào cũng chưa chắc đã hay đâu. Đấy, con này đánh là rất là mềm mại, rất là chi tiết, rất hay. S90, S70. Và em xin báo giá chi tiết cho con Amly, giới thiệu cho các bác ngày hôm nay con 8800 trơn này này. Thì shop em bán cho các bác với giá là 3.700.000 bao ship nhá. Đấy, giá rất tốt luôn ạ. 3.700.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Đấy, bác nào mà chốt thì liên hệ trực tiếp với em hoặc là kết nối Zalo này 0912842487, thì em có những cái hình ảnh video bản test chi tiết gửi cho các bác tham gia nhá. Đấy, và bây giờ em xin giới thiệu một con Amly thứ hai cho các bác ngày hôm nay. Con Amly giá bình dân rất là cỏ. Đấy, thương hiệu của em nó là AK này, AMU04. Đấy, sở hữu rất là lạ mắt luôn, và cái chiều ngang của em nó đây nhá, size to luôn, size AK size 44 phân ạ. Và chiều sâu của em nó tầm khoảng 37 phân. Đấy, chiều sâu 37 cm. Đấy, vậy xin giới thiệu chi tiết về hình thức và cái tính năng của em nó. Đây, các bác này sở hữu một chiếc đáp volume này, đáp volume gạt nhá. À, đây là công tắc power nguồn này. À, đánh cầu A, cầu B. Đây là super lick, đây giải cao của follow đấy. Không nhầm thì phần này chỉ là liên quan phần follow rồi. Đây là một công tắc system bolo này. Công tắc này master kiểm tra tín hiệu và nhân 1, cắt hoặc là nhân 1 này. Và hàng dưới của em đó là chỉnh bass nhá. Con này đặc biệt chỉnh được cả 3 giải các bác ạ. Đây, trên áp bass này, min này. Đấy, trên áp min này, mid này, tép này. Và đây là 35. Đấy, và đặc biệt là cái con này thì là nó có lau lớp nha các bác ạ. Đây này, lau lớp của em nó là 3 lớp luôn. Cho các bác lựa chọn này, 3 chế độ lau lớp. Đấy, và bên đây là select jack của phần in nhé. Tất cả mình vặn là các cái đèn đấy sẽ báo này, để đặt cái chế độ nào là đèn đấy sẽ báo. Đấy, và bên đây là một công tắc chọn tín hiệu đường vào này, aux, tuler, follow và tab 1, tab 2. Đấy, mình vặn các cái tín hiệu đường vào là mình chọn tín đường nào ấy, thì là cái đèn đấy là sẽ báo sáng. Đấy, đèn led sẽ báo sáng cho bác để các bác biết aux, tuler và follow, tab 1, tab 2. Đấy. Và tiếp theo em giới thiệu cái chi tiết cái đằng sau, mặt sau cho em của em nó này. Đấy, các đường vào đầy đủ hết nhá, rất nhiều đường ăn chơi ạ. Aux, tuler, follow, tab 1, tab 2 này, tab sao, rem out in này. Đấy, cũng có thể làm rè, làm bao nhá, kết nối thiết bị bên ngoài vào được ạ. Đây, cửa loa của em nó đây, đánh cho A, B này 4-16 và A cộng B 8-16 ạ.
Đấy, AC 100V này, công suất 130W, tần số 50/60Hz nhé. Và bây giờ em xin giới thiệu quay vào nội thất của em nói cho các bác tham khảo này. Đây, của em nó vận chuyển nó mất 1-2 cái vết xước ở bên trên này thôi nhá. Mất 2 cái vết xước ở trên này. Vết xước là nhỏ nó cày một tí, còn mặt thì đẹp ken luôn ạ, góc cạnh vuông nét. Con này bày với con băng cối AK rất là đẹp. Đấy, và bây giờ em quay chi tiết vào cái nội thất của em đó cho các bác tham khảo này. Đấy, sở hữu một biến áp nguồn tương đối là to nhé. Đấy, và hai le công suất riêng biệt cho hai kênh này. Đây là 4 tụ. Mỗi kênh 2 tụ riêng biệt. Và chạy 2 con STK luôn ạ. Đấy, em này chạy 2 con STK, tích hợp 2 STK này. Đấy, zin đét luôn ạ. Tỏa nhiệt dầu nhé các bác nhé. Tỏa nhiệt rất là kỹ, làm mát rất là tốt luôn. Đấy, tỏa nhiệt dầu. Đấy, giá rất là bình dân cho các bác chơi, và đặc biệt là những cái bác mới chơi chơi những em này để tham khảo nhé. Máy trong tình trạng là đang chạy tốt. Và bây giờ em xin báo giá công khai luôn cho cái con Amli Akai AMU04 này, thì là em xin bán cho các bác với giá là 2.100.000 bao ship cho các bác toàn quốc ạ. 2.100.000 nhá, 2.100.000. Đấy là bao ship, đấy, giá rất là rẻ, chỉ bằng một con âm ly Trung Quốc, âm ly mới liên doanh kìa. Đấy, âm ly Trung Quốc, liên doanh nó cũng là Trung Quốc kìa. Đấy, rất đẹp, 2.100.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Đây là hai đèn vu nháy nhá, đèn nháy tia rất đẹp luôn ạ. Đấy, và bây giờ em xin dừng video, thì các nào mà chốt cái sản phẩm nào thì ngày hôm nay thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại nhá, 0912 842 2487, hoặc là kết nối Zalo, thì em sẽ có những cái bản test video, nếu các bác yêu cầu thì em gửi cho bác chi tiết. Và cuối video thì xin cảm ơn các bác đã xem video ủng hộ cửa hàng Mạnh Hiền Audio. Và bác nào xem video mà chưa ấn nút đăng ký thì các bác vui lòng ủng hộ, ấn em ấn nút đăng ký nhé. Còn bác nào đăng ký rồi thì ấn cho em xin một nút like, hoặc là các bác chia sẻ video thì ủng hộ. Thì em luôn luôn cập nhật những cái sản phẩm mới, có những cái sản phẩm mới và có những cái sản phẩm độc đáo để giới thiệu cho các bác tham khảo. Và bây giờ em xin dừng video tại đây ạ. Xin chào các bác và hẹn các bác trong các video tiếp theo nhé. Em xin chào các bác nhé.